Dạ, cô xin kính chào quý ông bà, cô, chú, anh chị. Đầu video thì cho phép cô xin chúc quý ông bà, cô, chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều bình an và thanh tâm an lạc trong công việc và cuộc sống nha cả nhà. Dạ thì cả nhà, thì tiếp nối những cái video, tiếp nối cái cuộc hành trình con và cả nhà mình đi khám phá về thế giới tâm linh, khám phá về những căn nhà hoang bí ẩn, khám phá về những khu nghĩa địa, những nơi có dân ma, dân quỷ đang tu luyện ở cõi ta bà này cả nhà. Thì ngày hôm nay con tiếp tục đi đến đây, đến một lức để mà tìm gặp cái anh chủ nhà để mình bàn bạc về cái vấn đề của vong linh, của quỷ dữ mà ngày hôm bữa mình đến đây để mình giúp đỡ nha. Thì nói về cái chuyện của vong linh đó thì hôm bữa trước khi về thì con cũng đã bàn rồi, thì cũng đã, anh cũng đã nói là thôi thì cứ để con từ từ khuyên, chứ bây giờ mướn mời thầy pháp đến bóc vong thì không biết là vong linh này sẽ đi về đâu, không biết vong linh này có thể được siêu thoát hay không. Anh thì anh không muốn, tại vì thực sự anh cũng biết rằng có thường xem những cái video của con á nha, thì cũng biết là những vong linh này chủ yếu là chỉ đối khác rất là lạnh lẽo, cho nên là muốn vào kiếm chỗ trú ngụ thôi, chứ thực sự có không có ý gì xấu đó. Cho nên thì con nghe nói vậy thì con cũng cố gắng hết sức để mà giúp đỡ cho anh, để trả lại sự bình yên cho căn nhà của anh đó cả nhà. Thì còn vấn đề của vong linh này thì thực sự theo con nghĩ á, thì chắc có lẽ vong linh này cũng đã gọi là tu luyện những cái tà thực khá là mạnh như cái nhà. Đến nỗi là con như thế này mà còn bị trói, còn bị lôi đến bóp cổ, con không thể nào con kháng cự lại được luôn. Con đã cố gắng đọc chú của thầy chỉ, cố gắng niệm Phật để bề trên gia hộ, nhưng mà không thể nào mà ngăn cản được cái bước tiến của cái vong linh này. Cho nên hôm bữa thì con cũng bị hơi bị mập mình. Nhưng mà cái chuyện mập mình thì con cũng không có nói, thì con cũng không biết rằng đi giúp vong lại phải trải qua những cái vấn đề đó, trải phải qua bị đánh, bị chửi, bị mắng, kể cả bị quyền rủa đó. Cho nên thì con không có chấp nhất, nhưng mà quan trọng vấn đề là con chỉ muốn là khuyên giải được cái vong linh đó và đưa vong linh đó đi về chùa và núi thôi. Thì hiện tại thì con cũng đã bàn, hôm nay đến thì con đã bàn với chủ nhà rồi. Thì con có điện anh chủ nhà là trước khi đi đến nhà dòng họ để mà ngủ nhờ cái nhà. Nói chung thì anh cũng ban ngày anh cũng ở đây nha cái nhà, có ban đêm thì anh không dám ở thôi, ban ngày anh vẫn ở, anh vẫn sinh sống bình thường. Nói nhưng ban đêm thì anh mới đi đến nhà dòng họ để anh ngủ. Thì cái đêm mà cùng về á thì anh nói là không có nghe tiếng động. Đêm thứ hai cũng không nghe, nhưng mà anh kiểu anh sợ cái nhà. Nên giúp anh cũng không có sợ lắm, nhưng mà anh nghĩ là anh nói là hôm nay con đến cho nên anh đã về dòng họ nở rồi. Thì con có nói là trước khi anh đi á thì cũng kêu anh nhá, nhờ anh là thắp một ba nén hương. Thì nhà có bánh trái thì là cứ cúng sẵn trước đi. Có thể là nhiều khi vong ra không dùng, rồi con vào thì tình cờ gặp vong thì có thể dễ dàng khuyên hơn. Chứ vấn đề bây giờ thế này thì vong cũng đang sợ hãi, cũng vong cũng đang nghĩ là con thầy pháp đến đây để bắt vong, cho nên vong khó chấp nhận để con giúp đỡ. Thì con cũng hy vọng rằng ngày hôm nay thì con sẽ quay trở lại căn nhà này thì cũng để được bề trên gia hộ và được mọi người cầu nguyện để mà con có thể giúp đỡ được vong linh này nha cả nhà. Thế rồi, với lại một phần nữa thì chắc có lẽ nếu mà con ngồi ở đây thì chắc cả nhà cũng biết rồi, là ngồi xa căn nhà để mình có thể mình tâm sự, mình nói chuyện những cái vấn đề, những cái chuyện mình chuẩn bị làm. Thì nếu được thì con sẽ thu phục cái vong này vào hồi lô, nếu mà vong ngoan cố cả nhà, để mà trả lại sự bình yên cho căn nhà này. Thì nếu mà vong chấp nhận thì con sẽ đưa về chùa. Nhiều khi quan trọng là cái linh lực của con với cái linh lực của cái tà thực của vong là không biết là cân xứng hay không, hay là vong trên con. Thì cũng còn mong rằng là ngày hôm nay mình sẽ giải quyết được cái vấn đề trong căn nhà này nha cả nhà.
Thì trước tiên thì con sẽ có thể là cúng xong rồi sẽ tập cái bát quái để trói chân con lợi. Được rồi, thì bây giờ con sẽ cùng với nhà mình lên xe để chạy lại cái căn nhà của ông Manh để mình tìm cách vào giúp đỡ nha cả nhà. Được rồi cả nhà ơi, thì con cũng đã đến căn nhà của ông Manh rồi cả nhà. Vô mình đang đóng cửa. Thì bây giờ con kính mời cả nhà mình cùng con sẽ tiến vào trong để mình rình để coi rồi có vong linh đâu có ra dùng những cái phần lễ mà anh cúng hay không nha cả nhà. Tạm thời bây giờ mình sẽ nói chuyện nhỏ nhỏ nhưng khi vong sợ. Hy vọng rằng ngày hôm nay vào đây sẽ giúp đỡ được vòng nha cả nhà. Ok kìa. Ok kìa, kìa cả nhà, kìa kìa. Ê, chào vòng. Trời. Nhanh dữ. Chưa anh chào. Ê. Ok cả nhà. Cái gì nữa đây? Mày ngon hết rồi, tha cho mày rồi mấy ngày tới nữa hả? Ơi, bình tĩnh đi. Tụi anh đây chỉ là muốn giúp đỡ trong thôi mà. Bữa tao nói với mày rõ ràng là nay mày tới đây giúp đỡ gì nữa. Trời. Mày biết á, là chỗ tao đang ăn thôi. Mày tới là mình phá rối cái bữa ăn của tao rồi đó. Trời, cái này là ai cúng cho ông vậy? Cái thằng chủ nhà đó. Nhà cúng hả? Sao mà hồi chiều tự nhiên nó đem bánh với trái cây nó cúng cho tao xong rồi hả? Tao thấy nó hả? Cái mặt xanh ta lét, nó quýnh rồi nó bỏ đi đâu rồi? Gì người ta ai mượn ông đến đây ông hù dọa anh ta sợ chứ sao? Nó thì ông thấy người ta sợ không? Thôi để tôi giúp đỡ cho, đưa ông đi về chùa đi, về đó tu hành đi chứ ở đây làm gì? Không lẽ ông cứ ở đây rồi cái luồng âm khí ông càng cao, thì cái luồng dương khí của căn nhà này lại càng thấp. Như vậy là vợ chồng con cái người ta bệnh tật, người ta không có làm được ra tiền. Mày sao người ta mua những đồ này cũng không? Đã tao nói với mày mỗi là tao không có đi rồi, tao muốn ở đây rồi. Mày nói gì mà tao chém mày không? Ông đừng có giỡn nha, hôm bữa tôi không có tính toán với ông, hôm nay tính dứt tôi thiệt hả gì à? Mày làm gì được tao, chắc tao sợ mày à? Ông bình tĩnh đi, tôi đến đây giúp đỡ cho ông, tôi có hại ông đâu mà ông hung hăng hung dữ vậy? Giúp đỡ, nhưng mà đã tao nói với mày á, tao không có cần. Em không cần. Tao không muốn đi chùa đi gì hết trơn á. Cái chỗ này ở là ngon lành rồi. Nè, bây giờ tôi thí dụ ông đi. Nếu ông hiện tại giờ còn sống, đúng không? Đó, rồi lỡ ông làm cực khổ mấy năm trời, 5-10 năm trời, ông mới có tiền, mới có được căn nhà thế này ông ở. Thì có một người nào đó như tôi đi. Đúng không? Tôi đến đây, tôi căn nhà này của tao đó, tôi bay không được ở. Tao là nhà của tao. Rồi theo ông tức không? Đúng không? Nhưng nhà mình bỏ ra 10 năm công sức để mà mình làm kiếm tiền, mình cất căn nhà thế này mình ở. Mà tự nhiên lại có người chiếm ở, nó là nhà của tao, không cho vợ chồng ông ở, thì ông có chịu không? Ông phải suy nghĩ, ông đặt cái vấn đề, ông suy nghĩ của cái bản thân người ta chứ. Thì kệ hai vợ chồng thằng đó, bây giờ tao không có biết. Nhưng mà sao mà không biết? Tao ở đây tao thấy ngon là tao ở. Ở đây sao ngon mà ở chùa? Mày nha, ủa tao nói rồi, mà mày nói với hai chồng thằng đó sao mà bây giờ nha. Nó còn kêu mày tới đây nữa. Nè, tôi nói ông nghe nè. Cái này nó thật lòng luôn. Tôi đã nói rồi. Ông nói tôi biết, tôi kể lại cho hai vợ chồng người ta nghe hết. Nói nhưng mà người ta thương ông. Người ta không muốn kêu thầy Pháp để bắt ông. Người ta chỉ muốn ông được đi về chùa, về núi cho ông tu hành. Để ông sớm ông được đi đầu thai thôi. Chứ mà ông chủ nhà này mà ác đi, là xấu xa đi, là người ta đã kêu thầy Pháp đến để người ta bắt ông rồi. Lúc đó là ông không còn cái cơ hội để mong đồng thai chuyển kiếp đâu. Nói cho nên ông chính cái vấn đề, ông phải suy nghĩ, ông phải thương người ta. Để nên ông trả căn nhà cho người ta ở chứ. Thôi, mày nghĩ đi. Mấy thầy Pháp nó chắc bắt được tao à. Làm sao không? Thật sự tôi bây giờ, tôi không muốn bắt ông á. Tại vì tôi là người giúp vong. Tôi không muốn dùng những cái biện pháp mạnh đối với ông thôi. Chứ ông nghĩ ông là một hồn ma. Ông là người âm. Ông có nghĩ tà có thể nào đấy thắng được chánh không? Đó giờ có nghe câu đó chưa? Tao không có nghe câu đó. Đánh tao ngang tàn dữ lắm. Trời ơi. Bây giờ mình tỉnh đi. Ông đã dùng những cái phần lễ của ông chủ nhà rồi, đúng không? Thì ông cũng thấy người ta đó cúng kiến mặt tái mét, người ta sợ ông.
Không phải gì vì vấn đề đó mà ông cứ ở đây hoài. Ông phải buông bỏ đi để ông đi chỗ khác mà ở. Nếu ông không bao giờ muốn về chùa thì ông có thể ra ngoài đường, ngoài xá mà ở ngoài ngoài. Chỉ cần gì ông phải ở trong nhà người ta. Ra ngoài đường, ngoài xá mưa ướt tao sao? Mưa thì gì tao ra? Thì mưa ướt thì ông tự kiếm chỗ gì vậy, khu nghĩa địa này có nhà mồ đó mà ở. Khỏi. Chứ căn nhà người ta thế này mà ông vào đây mà ở không dành. Mày nghe, mày có tin mày nói nữa là tao chém mày luôn không? Mày tin đâu? Ông có ngon quay đây. Nói ông khuyên ông đã không được, bây giờ ông qua chớn hả? Mày nghe, hai vợ chồng cái thằng chủ nhà này cũng hả, ngon rồi. Tao hôm nay hả, tao tính không tính toán với vợ chồng nó. Mà hôm nay vợ chồng nó dám kêu mày là tới đây để đối phó với tao nữa. Đêm nay hả, tao cắt cổ hai thằng chủ, vợ chồng hai thằng chủ nhà này nè. Trời, có luôn. Bảo nổi là tao cắt cổ nó. Ừ, cắt, ngon rồi. Ông là đêm nay mà ông lẹn quẹn lén quén là ông tới ông chuyện ông mới tôi chứ tới mà ông nói ông hù vợ người ta. Mày làm gì ta? Ôi trời. Trời trời. Ui. Trời trời nghĩ nha. Lại tưởng là ông bay đâu ông. Ông phang cái dao người con chứ. Trời trời. Trời ơi. Đứng này đi. Tôi ở đây tôi chỉ muốn giúp đỡ trong cúng kiến trong vùng thôi. Ông chủ nhà này ông thương không? Tôi bỏ tôi về cho ông thì phá lại bắt ông luôn bây giờ nè. Ông ngoan cố. Trời bánh trái cả nhà. Thế ngồi chiều con có kêu ông chủ nhà đến để mà cúng trước khi đi ấy nha. Cúng bánh trái nè. Còn bây giờ mà ngoan cố nữa là ông đừng có trách tôi nha. Tôi nói trước rồi đó. Tôi đã nhẫn nhịn, tôi đã khuyên giải ông hết lời rồi. Giúp đỡ trong cái đó rồi ông đòi gì nữa. Thấy tôi hiền cái ông ăn hiếp tôi à. Thôi bình tĩnh đi. Tôi biết là ông vẫn còn lãng vảng trong cái căn nhà này. Tôi đã nói ông hết rồi. Bây giờ mình đã là một hồn ma rồi. Tôi không biết rằng ông là mang cái nghiệp gì hay là một cái oan có án hận gì mà ông phải lang thang cõi ta bà này. Thì ngày hôm nay cũng như là một cái duyên bị trên chúng dẫn dắt con đường cho ông để đi ông đi về chùa về núi để cho ông tu hành học đạo để mình đọc thai chánh kiếp. Không lẽ ông muốn làm hồn ma hoài sao? Rồi nhiều khi bị ông lĩa những cái tà thật như thế này đó. Rồi mới mốt thành ị quỷ tình yêu đó. Rồi bề trên sai người xuống trừng trị ông, không cho ông siêu sinh siêu thoát luôn đó. Thôi bây giờ chủ nhà cũng đã như thế này rồi thì tôi sẽ bỏ thêm bánh trái cơm chai cho ông, rồi cho ông dùng nha. Rồi nhà để con xem con, chắc không phải bánh trái cây có rồi nha cả nhà. Gì cũng cúng gì trời nhãn. Thôi mình sẽ cúng thêm kem cơm chai nữa nha cả nhà. Có trái cây có bánh rồi, có hương rồi. Bây giờ mình sẽ cúng thêm cơm chai đi. Đây ngày hôm qua kia cơm chai ăn đầy đủ, hôm nay cũng cơm chai. Coi ra dùng đi. Rồi bánh trái nè, coi ra dùng đi. Thì có gì thì để tôi giúp đỡ. Hung hăng hung dữ. Chắc không phải là cái bác quái quá nha. Vậy rồi cả nhà, thì con xin phép để các bạn thức nha cả nhà.
Sao? Kêu gì? Mày đặt ba cái cổng con này ở đây mà mày định bắt được tao hả? Tôi có đặt đâu? Không mày chứ ai. Làm gì đặt cái gì? Không lẽ thằng chủ nhà này nó gài cái gì ngay chỗ này sao ta? Tôi gài đó, chủ nhà tao tay mà chủ nhà biết đâu mà gài. Bởi vì lúc tao ngồi ăn tao nghi nghi rồi. Nghi cái gì nó nghe coi. Tao nghi là có cái gì ở đây. Bởi vì tao không dám xích qua mấy bên đây. Thôi nó mua là thật. Nó mua là thật. Tôi nay chỉ là muốn giúp đỡ trong thật lòng thôi. Có gì ông bình tĩnh đi. Ngày hôm nay cũng là lần thứ hai rồi. Tôi nay tôi cúng kiến trong vùng rồi. Nha. Hỏi. Tao đã nói với mày rồi là tao không cần. Trời. Sao mày cứ dài như đĩa vậy? Tại sao không cần? Không, không thấy những cái phần lễ tôi mang tới là đầy đủ không? Trời, cơm chay này kia. Đáng lý là tao không có nóng á. Bây giờ mày với vợ chồng thằng chủ nhà này làm cho tao nóng rồi đó nha. Trời ơi, tại sao phải làm như vậy? Tại sao phải nóng? Ai có làm gì đâu mà ông nóng. Chỗ tao nghĩ rồi yên tĩnh. Từ bữa giờ tôi đến quấy rối hoài. Tao không có nghỉ ngơi được là tao nóng rồi đó. Trời nè, nếu bây giờ ông nói vậy, tôi sẽ cho ông coi là bạn ông đi về chùa nữa thế nào có được không? Ông cứ đứng yên mới đi, để tôi bắt cho ông coi. Không. Tại sao không? Nè, bạn ông mà chấp nhận để ông đi về chùa về núi luôn. Để tôi bắt cho, ông tỉnh đi, đừng có manh động nha. Đâu rồi ta? Mày đem một cái trò gì ra rồi mày nói bạn tao, sao tôi tin mày được? Đây bạn ông chứ ai? Thầy đại công nghệ. Thôi, nè. Không phải ông này là bạn ông không? Đúng. Nè, có ổng về chùa nè. Đó là ổng khen bạn tao là đúng vậy. Đó. Người ta không chấp nhận đi về chùa về núi rồi. Nhưng mà kệ ổng đi. Sao mà kệ? Thấy không? Thấy người ta đi, người ta đã hiểu, người ta đã chấp nhận, người ta đã buông bỏ những cái oán hận, những cái hận thù. Để được chấp nhận tôi đưa đi về chùa về núi. Hiện tại bây giờ ổng đang ở trên chùa, ổng tu rất là tốt. Đó, ổng giờ đang nam mô Phật, đang niệm Phật để mà giảm bớt cái nghiệp, giảm bớt cái oán hận của ổng. Để ổng sớm ổng đi đầu thai. Ổng 50 năm nữa ổng đi đầu thai đó. Còn ông cái ông theo cái bản ngã của ông thế này thì chắc 5-10 năm nữa chưa biết cái đi đầu thai được không. Mình phải đi về chùa nè, mình phải tu tập nè, mình phải buông bỏ những cái hận thù thì mình đi đầu thai chuyển kiếp. Còn ông ở đây, ông mang cái oán hận, ông vào cái nhà người ta, ông chiếm. Như vậy là ông tạo thêm cái nghiệp á. Rồi ông không có thể đi đầu thai, ông phải là một hồn ma lang thang bất vượng. Rồi ông tao tu luyện những cái tà thực nữa. Như vậy á, thì càng ngày ông sẽ càng thành quỷ, thành yêu. Đó, lúc đó ông không khống chế được cái tà thực của ông. Những cái tà thực mong tu luyện. Thì bề trên sẽ sai người xuống để mà trừng trị ông. Lúc đó ông không còn được đi siêu sinh, siêu thoát đâu. Là ông đã lập hồn siêu phát tán rồi. Cho nên ông bình tĩnh. Để tôi giúp đỡ cho. Chứ ông còn ngoan cố như thế thì biết khi nào mới được giống như cái ông Khang kia. Không, tao nhất quyết là tao không đi. Mày ha, cũng chỉ vì mày tới đây mà tao mới không được yên ổn nè. Trời. Chứ mỗi bữa là tao ở yên ổn lắm. Đâu có ai mà quấy rối đâu. Nếu bây giờ tao nói ông cái này nè. Bây giờ ông ở đây yên ổn thì ông cứ ở, mắc gì ông hiện ra cho người ta thấy, mắc gì ông lục đục cho ta nghĩ, người ta sợ. Thí dụ bây giờ á, ngày nào người ta cũng cúng ông, là ông chịu không? Ông có thể để im không, cho ta ngủ nghe không? Tính ra là phải ngày nào nó cúng cho tao ăn cũng đỡ đi. Lúc đầu á thì tao thấy nó còn cho tao ăn thường xuyên, còn về sau này á tao đói quá tao lục đục cái hả, nó chả có cho tao ăn cái gì hết, lâu lâu nó mới cho tao ăn một lần, làm tao nóng lên nè. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ ông nói vậy,
Thì tôi sẽ nói với ông chủ nhà. Nó bây giờ cúng kiến hàng ngày trong vùng. Thì thí dụ như vậy thì ông có chịu không? Ông có chịu im để cho ta ngủ nghỉ ngơi không? Không, tao nhất quyết là không. Trời, tao đã nóng rồi đó. Cũng may á, ngày hôm nay á, hai vợ chồng nó chiều đi ngủ ké ở đâu nữa hay gì rồi. Chứ còn mà ở nhà á hả, là đêm nay tao cho hai vợ chồng nó đoàn tụ với ông bà đó, tao cắt cổ á. Trời trời, cái hở ra cái đôi cắt cổ người ta. Ông biết là ông tạo cái nghiệp, ông mở miệng ra là ông khẩu nghiệp không? Mình phải mở miệng ra là mình Phật Pháp trong đó. Mở miệng ông rồi cắt cổ giết người, như vậy là ông khẩu nghiệp rồi. Tao cũng có biết khẩu hay là không khẩu gì. Bây giờ tao thấy chỗ nào mà tao ở được là tao cứ ở, không trời, ai có thể ngăn cản được tao. Rồi ông bây giờ cuối cùng là ông cũng không chịu chấp nhận giúp đỡ ông đúng không? Không, tao nhất quyết là không. Trời ơi, tôi khuyên muốn gãi cái lưỡi luôn, cuối cùng ông cũng không chịu luôn. Không. Vậy bây giờ ông muốn sao? Con muốn làm sao á, tao muốn mày phải quýt khỏi chỗ này. Đấy, được. Con gì cái kia kìa. Kìa kìa, sau lưng có con gì kìa. Mày đi ngủ tao. Tao nói mày sao? Mạnh quá cả nhà, nhanh quá nhanh, rồi khôn quá, con trói không được luôn cả nhà. Kỳ vậy ta. Chắc có lẽ bây giờ không lẽ mình thua cái vòng linh này cả nhà. Thử dữ kìa. Không nhớ thì chắc ông không ra đâu. Lần đầu tiên con gặp cái trường hợp này luôn cả nhà. Vậy thôi, thì con xin kết thúc video về đâu nha. Thì chuyện như thế nào chắc để con tìm cách giải quyết nha. Giờ không nói được nữa. Mình giờ khi mình ở đây mình cũng đang rất là nguy hiểm. Dạ, xin chào, hẹn lại với nhà mình ở những clip tiếp theo nha.